581851. Ở đây là mình thi công sơn giả đá của nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Và đây là chánh điện chính của chú Linh ở. Công trình này là ở quận 9 nhé. Quý khách nào có nhu cầu tham quan nhé, vào đường Long Phước. Sơn giả đá thi công theo màu đá thật của nhà thờ, màu đá đen, đá ma bồ đen trắng. Đó. Và đây rất là nhiều nghệ sĩ, rất là nhiều danh hài và nghệ sĩ nổi tiếng. Đây. Đó, rất nhiều nghệ sĩ. Đây là tờ chứng nhận bằng gỗ. Sơn giả đá cầm thạch.net nhé. Số điện thoại là 0966581851. Mình đi công sơn giả đá, sơn giả gỗ và vẽ tranh tường 3D nhé. Đây, sơn giả đá của nhà thờ. Nó về chưa? Quay lên trên làm cái đà trên đó cả.